đêm tâm bình yên, ngát hương từ của thầy hiền truyền Phật pháp cho đàn con. Giọng thầy ngân vang hồi chuông, tình giác ai đang còn vương nỗi u hoài vì lời tài còn tham đắm nơi trần gian. Cha vương vấn câu lợi danh, sẵn tham đắm trong tư xanh, quyết lùi chi theo Phật đà, sống tình giác xa mê. Đây là bốn quả của bậc thánh vào dòng thánh,
và an vị trong dòng thánh để ra khỏi sinh tử. Thì thường thường đó, chúng ta thấy nếu nói bên dòng thánh, tức là nói về quả vị thanh văn, trong khi đó kinh Kim Cang đó thì là kinh của tinh thần đại thừa, tức là Bồ Tát. Nhưng sao Đức Phật lại nêu về các cái quả vị của hàng thanh văn? Đó là một ý mà chúng ta cần phải lưu ý để chúng ta xem coi Đức Phật muốn truyền đạt điều gì cho chúng ta thông qua bản kinh này. Thì thưa với đại chúng, hàng thánh đệ tử Phật khi mà tu chứng được bốn quả vị thanh văn và cái quả vị cao nhất là quả vị A-la-hán. Nghĩa là sao? Nghĩa là quý ngài chấm dứt sạch, không còn một chút phiền não nào, và các ngài sẽ không trở lại cái cõi đời này nữa, hoàn toàn là ra khỏi sinh tử. Cái quả vị được như vậy đó. Thì cái quá trình tu mà từ một người phàm phu như chúng ta mà trở thành thánh nhân á, thì nó đi qua một cái quá trình bốn quả vị lập bài như vậy để nó có cái chừng ngặt thôi. Chứ thật sự ra đó, thật sự ra thì các cái quả vị này á, cái cấp bậc của nó đó, nó chỉ là những cái sự chuyển biến ở trong cái công phu, rồi cái kết quả đó là do cái sự an lạc trong tâm thôi, chứ nó không phải giống như mình nhảy cấp và của tâm cấp, nó không phải rõ ràng như vậy. Nhưng mà nói để chúng ta thấy được cái kết quả tu hành của chúng ta nó cụ thể, cái lợi ích và cái ý nghĩa của nó rõ ràng như vậy. Thì bây giờ chúng ta đi lại cái quả vị này và đi lại cái câu hỏi của Đức Phật. Cái quả đầu tiên của tứ quả thanh văn là tu đà hoàng, chúng ta cũng được học tới học lui nhiều lần, mà các Phật tử mới đó, có thể là chưa có quen với lại cái danh từ Phật học này, thì mình xin nói lại gọn để cho quý Phật tử nắm được dễ dàng. Chữ tu đà hoàng còn có cái ý nghĩa là sơ quả, là cái quả thứ nhất, và nó có cái ý thứ nhất á, là nhập lưu. Nhập là vào, lưu là dòng. Dòng gì? Dòng thánh. Thánh là sao? Thánh là không là phàm. Dễ hiểu vậy thôi chứ đâu sao. Phàm á, thì si mê, thì điên đảo, thì phiền não, thì tạo nghiệp khổ đau. Còn thánh là bớt si mê, ở đây là hết thì mới là rốt ráo. Nhưng mà mới vào dòng thì chỉ là cái sơ khởi thôi. Và vì thế cái quả đầu tiên này còn gọi là quả thất lai. Thất lai là 7 lần trở lại, nghĩa là chưa chấm dứt sanh tử, còn trở lại cõi đời, nhưng mà trở lại một cách an toàn. Tại sao an toàn? Tại vì đã vào dòng thánh rồi, nghĩa là trở lại và tiếp tục tu hành chứ không có bị thối đọa. Trở lại để tu chứ không phải trở lại để tạo nghiệp, để thọ quả báo khổ. Cho nên vào được cái dòng thánh là mình thấy nó tương đối yên tâm. Mình tu mà mình dứt được những cái căn bản phiền não, mà trong nhà Phật nói căn bản đó là ngũ lợi sử, tức là cái phần phiền não dễ dứt hơn. Nó còn ngũ độn sử, tức là nó có 10 cái căn bản phiền não, mà 5 cái nó thuộc cái loại kiến quật, tức là nó dễ trừ, bởi vì nó chỉ ở trên cái quan điểm, cái ý thức của mình. Kiến là cái thấy của mình, nó trên cái hiểu biết của mình. Cái đó mình có thể trừ nó mau. Ví dụ như là mình không hiểu, hoặc là mình hiểu lầm, rồi được giải thích, được chỉ dẫn, cái mình hiểu ra, cái đó nó nhanh lắm. Rồi phải không? Mình thấy như mình hiểu lầm cái gì đó, cái rồi huynh đệ, bạn bè, người thân nói cái mình, vậy hả? Là ngay đó là chúng ta
giải quyết được về cái phần hiểu của chúng ta. Còn cái phần tư hoặc á, là cái phần mà nó thuộc về ngũ độn sử á. Ngũ là năm, độn là chậm, sử là kiết sử, là những cái loại phiền não. Năm cái phần đó đó hiểu rồi nhưng mà vẫn chưa có xong. Cụ thể là gì? Là tham, sân, si, mạn và nghi. Mình dẫn chứng là Phật tử hiểu được liền. Mình biết tham, sân, si là ba thứ độc, là nhân để đi vào ba đường ác. Biết rồi mà còn sân không? Còn không? Còn. Tại sao? Tại nó khó trừ. Nó thuộc về sự, nó thuộc về thói quen. Còn cái kia nó thuộc về cái hiểu thôi. À, mình không hiểu, rồi giờ mình hiểu thì nó nhanh lắm. Nhưng mà cái hiểu và cái hành á, nó có một cách, một cái khoảng. Một cái khoảng đó là cái khoảng tập, tập sự. Hồi xưa mình si mê, mình tập sự theo cái đường mê, tức là mình quen cái thói là tham, sân và si, mạng là ngã mạng đó. Ngã mạng hoặc là lúc nào cũng xem mình là trên hết. Đó là thuộc về mạng và nghi, hay nghi ngờ. Đó là một cái thói quen mà thành ra nghiệp của chúng sanh rồi. Rất là khó trừ. Đã như quý Phật tử thấy, có các Phật tử đi tu lâu lắm rồi, chứ không phải mới đây. Và chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi cũng đã xuất gia theo Hòa Thượng, theo Chư Tôn Đức tu tập cũng khá, cũng mấy mươi năm rồi. Nhưng mà cũng chưa hết phiền não. Mà ý là hiểu đạo, nắm rõ được giáo lý. Cho nên cái đó gọi là khó trừ. Thì nhập sơ quả Tu Đà Hoàng là dứt được năm cái phần dễ. Năm phần đó là gì? Thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Dứt được năm phần này thì chứng được Tu Đà Hoàng, nghĩa là nhập được dòng thánh vĩnh viễn, không bao giờ mất lòng tin nơi Tam Bảo. Phật tử nắm được chưa? Tức là mình chưa thành thánh, nhưng mà một khi mà mình đã nhận được, đã thể nhập được cái chỗ này thì mình sẽ không bao giờ bị lui sụp. Dù mình sinh ra ở cõi trời hay cõi người, mình vẫn tin Phật Pháp và vẫn tiếp tục tu hành, chứ không bao giờ mà mình quên Phật Pháp. Vậy thì cũng được, thôi vô này cũng được. Chưa xong nhưng mà vô được. Muốn vô được cái này thì phải trừ được năm cái loại sai lầm. Thì mình thấy năm cái này Phật tử trừ được không quá sức. Thứ nhất, nói về cái hiểu thôi chứ không phải nói về thói quen, cho nên mình làm được. Tức là mình hiểu rồi, mình không chấp nữa, là mình có thể tin Tam Bảo được rồi, tin ngay đời này. Thứ nhất là thân kiến. Thân kiến là cái thấy về thân. Hồi xưa nay khi mình không hiểu đạo, mình thấy thân mình là thiệt hay không thiệt? Mình thấy thân mình là thiệt. Chẳng những thân mình thiệt mà thân của những người thân chung quanh mình cũng sao? Cũng thiệt. Rồi cái người thương thiệt đã đành, cái người ghét cũng sao? Cũng thiệt. Cho nên thấy là mắt ghét, thấy là mắt chướng, là bởi vì mình thấy nó thiệt. Do thiệt cho nên rồi tất cả mọi thứ chung quanh, những cái sở hữu của chúng ta, cái lợi ích, cái danh vọng, cái tiền bạc, cái sự nghiệp, cái gia đình chung quanh đều trở thành gì? Trở thành thiệt hết. Đây là một cái nhìn rất sai lầm. Rất rất là sai lầm. Bây giờ hiểu đạo rồi, hiểu đạo rồi thì Phật nói thân này là không thiệt. Vì sao? Vì nó duyên sinh. Tức là nó do các thứ hợp lại nó mới thành, chứ không có thể nào theo cái ý của mình rồi mình nắn ra theo cái ý của mình bằng một cái chất liệu vĩnh cửu. Thì cái đó đó, nó mới là thiệt của mình. Còn cái này mình không có nắn ra được, mà theo cái nghiệp lưu chuyển, nghiệp của mình đời trước cộng với lại duyên sinh nữa. Duyên đó là mình thấy cơ bản nhất là
về cái nghiệp và nghiệp cộng hưởng đó là cha với mẹ. Rồi cha với mẹ ra cái nghiệp rồi còn phải có nhờ các cái chất, vật chất, đất, nước, gió, lửa. Đó là kể đại khái thôi. Phía bên vật chất thì đất, nước, gió, lửa. Phía bên tinh thần là cái danh đó, tức là cái phần nghiệp thức, cái chủng tử nghiệp ở trong cái kho tàng thức. Khi mà chúng ta mất cái thân này, cái chủng tử nghiệp đó nó dẫn mình đi. Đi đâu? Đi theo cái duyên mà mình tương ưng. Mình có duyên với ai, mình có nợ với ai, duyên đi với nợ nữa, chứ không phải duyên không, phải có nợ. Thành thử khi mà chúng ta sinh ra đó, thì một là cha mẹ nợ con, hai là con nợ cha mẹ. Cho nên quý Phật tử thấy có những gia đình con rất là có hiếu với cha mẹ, con lo lắng cho cha mẹ, đó là vì con nợ cha mẹ. Ngược lại, có những gia đình cha mẹ khổ sở vì con, lo lắng vì con, chết lên chết xuống vì con, mà con vẫn không hề có cái quầy đầu hay là có cái đáp lại. Đây là vì cha mẹ nợ con. Cho nên gặp gỡ nhau toàn là nợ thôi, duyên và nợ, chứ không có phải là một cái gì quý báu, mà toàn là nghiệp báo. Nghiệp báo thôi. Và cái nghiệp báo đó nó ràng rịch bằng một cái hình thức là tình thương. Cho nên tình thương là một cái trái hình của nghiệp. Mà cái nghiệp đó Phật gọi là nghiệp ái. Như là cha mẹ mà thương con, biểu làm sao mà quán chiếu để đừng thương con, chuyện đó quán được. Biểu quán cái gì thì quán chứ. Không có kêu một người mẹ mà quán con như Nguyễn là đừng thương nó. Cái đó là để mấy cô họ xuất gia, họ chưa có con, họ nói đi. Tha hồ nói đi. Chứ các bà mẹ mà biểu làm cái chuyện đó, khó hay dễ à? Không có dùng chữ khó, con không làm được luôn, cô ơi. Vậy mình mới thấy lao vào trong cái vòng đó rồi, rất là khó khổ. Nhiều người không có nghiệp nha, có gia đình không có con, trời ơi rầu, đi cầu, đi khẩn, đi kiếm nghiệp. Rồi nhiều khi sanh nó ra nó báo cô. Mình thấy cái chúng sinh nó khổ như vậy thôi đại chúng. Tại vì sao? Tại vì mình làm cái thân mình có thiện, mình làm cái đời sống vật chất của mình là thiện, mình làm cái đời sống tinh thần của mình là thiệt. Cho nên quý Phật tử thấy chúng ta có hai đời sống căn bản. Một là vật chất, hai là tinh thần. Thí dụ như đời sống mà vật chất mà nó ổn rồi, nó tương đối đủ ăn đủ mặc rồi, mà mình thấy là mình hài lòng được rồi thì khỏe. Nhưng mà còn cái đời sống tinh thần mà nó không yên được, nó không vui được, trong gia đình các thành viên không hòa thuận với nhau, không có một cái thuận lợi với nhau, là chúng ta cũng không có hạnh phúc. Nó rắc rối lắm. Mà những cái điều này ai bày ra? Ai bày ra, ai đặt ra? Nhưng ta thấy như là một cái câu nói để cho người ta vui thì cũng là người ta bày ra. Câu khen, một cái câu nói làm cho người ta buồn cũng là người ta bày ra. Câu chê, nói qua nói lại với nhau cũng con người đặt để thôi. Và những cái tình cảm mà người ta dành cho nhau hoặc là quý trọng thì cũng là một cái quy tắc chung của con người, họ thể hiện bày ra. Chứ thiệt ra thì nó cũng không có bắt buộc phải như thế nào cả. Một cái chúng sinh mà sinh ra như vậy là nó tự có các cái căn rồi, tự có biết ăn, biết uống rồi, tự có những cái trí để biết rõ ràng á, là đáng lẽ đủ rồi. Nhưng mà ai bày ra cái thức tình phân biệt? Và chúng ta trôi dạt theo á, những cái thức tình phân biệt đó. Chứ ví dụ như mình sinh ra
rồi mình nhờ các duyên bên ngoài ăn uống lớn lên, rồi mình có cái biết, biết mưa, biết nắng, biết nóng, biết lạnh, biết rõ ràng. Thì đối với lại một cái tiêu chuẩn mà gọi là tiêu chuẩn cao đó thì như vậy là tốt rồi. Nhưng mà nó bị chằng vô, nó bị chèn vô một cái vui, cái buồn, cái đau khổ, cái hạnh phúc, cái chọn lựa đó, thành thử ra chúng ta mới chìm ở trong cái phiền não. Rồi từ trong cái phiền não đó, đó mà chúng ta sanh ra đủ thứ chuyện. Chúng ta tạo tành, chúng ta tạo nghiệp, gây phiền não, chồng chất lên phiền não vì cái si mê thân thiện. Mà Phật nói là rõ ràng nó không có thiệt. Nếu nó thiệt thì ta phải làm chủ được nó. Nếu thân của mình thiệt là của mình thì mình ra lệnh được. Ở đây có ai dám tuyên bố với lại đại chúng là tôi ra lệnh được cho mình không? Ra lệnh trên hai phương diện, vật chất và tinh thần, thể xác và tinh thần. Có ai ra lệnh là mày không được bệnh, cái nó hô mô Phật. Mùa này là dịch bệnh nhiều lắm, tôi lại tưởng đâu bữa nay là đạo tràng đi ít, té ra đông. Tại vì bà con mình bệnh nhiều. Vậy mà ra lệnh là bệnh thì bệnh mà tao tu vẫn tu là ngon rồi đó, là nhảy qua đường thân kiến rồi đó. Là sắp sửa vô dòng thánh rồi đó nha. Tức là chúng ta có tiến bộ rồi. Rõ ràng là khi mình đi học Phật Pháp rồi mình hay hơn rất nhiều và nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Hồi xưa bệnh một chút đó là quạo. Mà tôi thưa với lại quý Phật tử nha, bệnh mà quạo là sai lầm lớn lắm nha. Biết rằng nó bực bội trong người nhưng mà quạo ai? Cái này nó kỳ lắm. Mình suy nghĩ đi, để mình bỏ cái này, nhất mình phải bỏ cái này. Mình bệnh là cái chuyện của mình, thưa phải không? Không có một cái người nào trong gia đình mà đi cầu nguyện cầu trời khẩn Phật cho má con bệnh. Không có ai mà, trừ khi nó thần kinh thôi. Chứ nếu mà nó bình thường thì không có ai mà đi cầu nguyện như vậy. Nó chỉ cầu nguyện là cầu trời khẩn Phật cho ba má, cho con, cho gia đình con được an vui mạnh khỏe. Và bạn bè chúc nhau cũng là chúc cái lời tốt đẹp. Không có ai mà cầu nguyện cho mình bệnh. Trừ khi cũng có những người ghét mình, nhưng mà có khi họ không có ở gần mình. Thành thử ra mình bệnh là cái duyên trong cơ thể của mình, nó bất hòa. Hoặc là có những cái bệnh nan y, nó thuộc về nghiệp, mình phải trả bằng cái hình thức là mình bệnh tật, trả cái nợ đó. Chẳng hạn như là chúng ta sát sanh quá nhiều, chúng ta làm khổ chúng sanh quá nhiều, thì chúng sanh nó làm khổ lại mình. Nhân quả mà. Cái chuyện nhân quả là cái chuyện khoa học. Quý Phật tử bây giờ nó có không tin, không tin cũng phải tin thôi. Chứ bây giờ mình lại mình tát người ta bàn tay đi là biết liền. Tát cái bạn này bàn tay là ăn liền cái quả thứ hai luôn. Cái đó nó trước mắt mình thôi, nó đâu có gì khó hiểu. Cho nên là cái vấn đề mà mình sinh ra là rõ ràng nó là một cái kết quả của một cái nhân duyên. Nhưng mà vì cái trí của mình, con mắt của mình nó thấy con chút xíu luôn. Qua một cái thân khác là chúng ta không thấy, vì chúng ta chưa có đủ trí tuệ để chúng ta thấy. Chứ nói rằng không tin nhân quả thì làm sao mà tin được. Mình tin được đói bụng ăn cơm phải no. Cái đó là nhân quả. Sao con ăn cơm vô con no à? Ngộ quá nha. Mình nói vậy nghe được không? Ăn cơm thì nói chứ sao. Rồi lâu quá không ăn, hết cơm nó tiêu quá thì nó đói. Nhân quả là chuyện bình thường như vậy thôi. Đâu có gì để gọi là không tin. Rồi chúng ta thấy rõ ràng hột xoài thả xuống, rồi cộng với các duyên, nước, nôi, rồi chăm sóc, rồi nắng, rồi mưa, nó lớn lên, nó phát triển thành ra là trái xoài. Trong trái xoài lại có hột xoài. Rồi chúng ta cứ vậy mà chúng ta có được cái niềm tin đó, nó đơn giản lắm, nó rõ ràng ghê lắm. Cho nên là mình bệnh là một cái chuyện của mình, không có ai đem đó cho mình. Rồi người ta thương mình, người ta đem thuốc cho mình uống, người ta đem nước cho mình uống, người ta nấu cái này cái kia cho mình ăn. Mình có khó ăn, ít nhất mình cũng phải cảm ơn cái tấm lòng của người ta, đem cái chén cháo lại
biết là trong người khó chịu không muốn ăn thì nói sao, sao nó cũng còn khó chịu quá, thôi để nó ăn chút xíu ăn, rồi nó dễ thương, nó mắc thương tới đó. Tự nhiên người ta nấu đem cho ăn cháu nữa, à, mệt quá mày buồn, nó không có cái nó không có dính vô cái chỗ nào, nó không có cái lý chỗ nào để mà giải thích được cái này, sao nó không có nhân quả gì hết vậy ta. Nhân mình kia người ta đem tới mà mình lại không có đón nhận cái nhân đó, mình trả người ta lại bằng cái đó là một điều vô lý vô cùng. À, cho nên quý Phật tử nhớ cái điểm này mà làm sao làm chủ được cái thân của mình. À, chính khi mà chúng ta hạ cái bực bội của mình xuống, nói được một cái lời nó hiền hòa trong khi mình bệnh là chuyển được cái nghiệp cũ, trả được một số nợ cho chúng sanh rồi đó. Còn nếu lúc đó mà nổi quạo lên mà cằn nhằn người thân là tăng trưởng thêm cái nghiệp xấu, là bệnh lại càng thêm bệnh. Cho nên cái chỗ này mình thấy mình tu được mà do mình quan niệm thôi. Tất cả chúng ta đều do cái thói quen chiều theo cái suy nghĩ mà gọi đó là cái bản ngã của mình, rồi muốn la hồi nào la, la đúng cũng la sai cũng la. Cho nên các vị mà khó tánh, các vị mà không có cái lý trong cái cuộc sống á, sân si bất thường á, thì cần phải đi tu học thường xuyên để chỉnh sắc đẹp đó lại chút. Quý vị xấu thì quý vị đi thẩm mỹ viện, đó là cái xấu trên thân. Còn xấu trên tâm là phải đi đâu? Đi về chùa. Tại vì chùa là trung tâm chỉnh sửa sắc đẹp bên trong tâm. Phải chỉnh sửa cái đó lại chứ. Chứ bây giờ nuôi cái đó sao? Nó đâu có lý đâu mà nuôi. Nó xấu quắc luôn. Nó xấu mà nó sai nữa. Ví dụ như bây giờ trên mặt mình nó xấu, nhưng mà cái chuyện này nó là mình không có chủ động được ở trong cái đời trước. Bây giờ nó ra như vậy mà ta còn ráng người ta sửa được. Còn cái này là mình không cần phải đi tới người nào, mình bản thân của mình hiểu ra rồi thôi, mình bỏ lên. Tôi nói thật sự là tu hay lắm thưa đại chúng. Chúng tôi cũng chỉ là những cái con người phàm phu tục tử. Mình không biết mình sân tùm lum, mà sân cái gì kỳ vậy? À, chuyện của trong mình không có dính dáng gì tới ai mà mình nổi sân là sao? Trong khi đó tất cả mọi người bên ngoài đều lo lắng giùm mình. Cho nên những cái nhân duyên bên ngoài, hoặc là mình làm cái gì sai ảnh hưởng tới người khác, người ta quạo mình, người ta rầy mình à, hoặc là do mình à, hoặc là người ta làm sai, mình không có làm sai mà người ta cự mình, thì cái đó là còn là cái chuyện mà mình lý lẽ với người ta, mình gây lại với người ta được. Còn cái này cái chuyện mà của riêng mình, không đụng chạm gì tới ai mà mình bất giác tới như vậy. À, mình ý y là mình có quyền, hoặc là người thân họ thương mình, cho nên mình muốn nói gì mình nói, mình muốn quạo hồi nào mình quạo. Mình quên rằng tất cả mọi cái tình cảm dù là thiêng liêng, nó vẫn mang cái tính vô thường và luôn biến chuyển. Cho nên sống thì phải theo cái nhân cái quả, như vậy nó mới có cái quả tốt đẹp được. Nên quý Phật tử mà biết tu rồi, cuộc sống chúng ta hay lắm, nhẹ nhàng lắm. Một khi bệnh rồi là còn nghĩ nhiều hơn về cái việc tu tập, bởi vì thấy thân này nó không ra gì. Nghĩ đến thân chẳng cầu không bệnh, thân không bệnh thì tham dục dễ sanh. Cho nên á, chính cái bệnh duyên là cái thuận duyên để giúp cho chúng ta bớt cái tham dục của mình. Một cái người mà không bệnh là thôi làm bán sống bán chết, làm bao nhiêu cũng thấy đủ, rồi chơi bao nhiêu cũng không thấy mệt. Phải không? Bởi vì mà khỏe quá nè. Làm nhiều, chơi nhiều, rồi phung phí sức khỏe nhiều. Và nhất là không thương những người yếu đuối. Tại vì mình khỏe quá, cái ai bệnh cái mình nói lười biếng, không siêng năng. Thế thật sự ra là người ta mệt quá thì người ta phải nghỉ ngơi. Còn mình bị mình không biết mệt, cho nên mình không có thông cảm với người bị mệt. Vì vậy mà mình cứ muốn cái này, muốn cái kia, muốn làm cái này, muốn làm cái nọ. Rồi nhiều khi trong đó nó thêm là tham tiền nè, rồi tham dục nè, tham nhiều thứ. Với một cái người mà mạnh khỏe quá thì nó sanh lòng tham rất là dễ dàng. Thành thử ra
chính cái bệnh đó là cái duyên giúp đỡ chúng ta dừng lại bớt những cái tham vọng điên đảo của mình và biết thông cảm cho những người yếu đuối thường hay bệnh tật. Thở ra là cái bệnh nó cũng là cái duyên để cho chúng ta bớt. Chẳng hạn có một số vị có chút bệnh duyên như cái chân bị bong gân hoặc là đi đâu té đó rồi gãy xương phải băng bột, gặp tôi rồi cái cũng than ổng rài con bị băng bột cái chân, tôi nói nhờ vậy đỡ đi. Chứ quý vị đi quá, quý vị đi bậy bạ, quý vị đi chơi không à, đỡ đi thì ở nhà tu. Ở nhà thì quý vị đã lớn tuổi rồi, ở nhà thì mình có được cái nhân duyên với Phật Pháp rồi, mình không có đi thì mình ở nhà mình tu. Nó là một cái thuận duyên, mình nhờ như vậy cho nên mình biết cái tận dụng cái thời gian thì chúng ta không thấy cái gì là lỗ lạ. Cái gì nó cũng trở thành ra là cái Phật Pháp. Với một người mà mở được con mắt trí tuệ, đoạn trừ được các cái gốc si mê của thân kiến, biên kiến rồi đó, thì tất cả đều là cái nhìn của Phật Pháp cả. Cái gì cũng biến thành ra là trí tuệ và lợi ích cả, chứ không có phải là cái xấu. Quý Phật tử nhớ là các thiền sư đó ngộ đạo là nhờ các cái duyên bên ngoài, là những cái duyên nó đánh thức được cái thói quen mê mờ của mình. Như ngài Vân Môn đó, khi mà ngài đến học đạo rồi ông thầy ông mở cửa ra, ngài đút cái chân vô, ngài tính chạy vô, ông thầy ông đóng cửa lại cái rầm, cái ngài ngộ đạo, gãy chân cái ngộ đạo. Anh thử mai mốt quý vị mà lỡ té gãy chân, tôi chúc quý vị ngộ đạo. Chứ không có gì phải khổ, chịu đau chút và đừng có nghĩ cái thân mình thiệt. Mình đau thì mình sẽ tu theo cái duyên đau, không ai muốn thưa đại chúng, không ai muốn. Thành thử cũng đừng có bực bội, đừng có phiền não vì những cái bệnh tật, nó không có giúp đỡ cho chúng ta được cái gì đâu. Và chúng ta phải tự làm sao cho cái cuộc sống của mình nó an vui nhẹ nhàng, đó là chúng ta vượt qua được cái thân kiến, là cái nhìn sai lầm về thân, cho rằng thân này là thiệt. Trong khi thì Hòa Thượng Trúc Lâm ngài giải thích nhiều lắm về cái phần thân không thiệt, tâm cũng không thiệt. Mình không cho nó bệnh mà nó vẫn bệnh, còn mình không cho nó vọng tưởng mà nó vẫn vọng tưởng. Không có điều phục được, đâu có sai khiến được vọng tưởng. 30 phút quý vị ngồi thiền, quý vị làm gì? Quý vị làm gì? Quý vị nói tôi nghe. 30 phút rồi ngồi thiền làm gì? Ngủ. Tranh thủ. Tối còn dậy sớm quá, 30 phút tranh thủ ngồi ngủ. Còn không ngủ thì vọng tưởng. Chứ có ngồi đó mà là biết được tánh giác gì đâu, có nhận ra được ông Phật gì của mình đâu. Khó lắm. Vọng tưởng nó xẹt lên, không có biết chỗ nào mà gỡ. Nhưng mà Hòa Thượng Trúc Lâm ngày dạy cái này rất là hay. Này nó không nằm trong bài nhưng mà nó có lợi ích thì tôi chia sẻ liền. Hòa Thượng Trúc Lâm ngày nói vậy nè. Khi mà mình buồn ai biết? Ai biết? Mình biết. Vậy thì khi mình ngồi thiền mình vọng tưởng đó, ai biết? Mình biết. Cho nên vậy nè, nó có một cái trường hợp, một là vọng tưởng khởi lên rồi mình theo nó, mình theo nó. Nhưng mà theo gì theo hơi mình cũng giật mình là mình biết mình đang cái gì? Mình đang vọng tưởng. Cho nên một thằng vọng tưởng nó lên thì có một ông Phật biết. Đại chúng theo kịp chỗ này không? Một vọng tưởng mà mình nhận ra nó, mình nhận ra nó thôi, mình không có khởi niệm gì về nó, không có nghĩ đuổi nó, cũng không có nghĩ theo nó, vừa nó vọng tưởng thì đó là một ông Phật xuất hiện. Tại vì cái biết cái chính là tánh giác. Vọng tưởng bị cái tánh giác nó làm gì? Nó biết. Và tánh giác là cái biết, tánh giác không phải là vọng tưởng. Ví dụ như nói giờ này nhà không biết mấy đứa nhỏ có khóa cửa không, vọng tưởng. Tự nhiên mình nói vọng tưởng là cái anh kia nó sao? Nó rớt xuống, nó lặn xuống, nhưng mà một lát cái thằng khác nó lên, thế phải không? Một lát nhú lên nữa, biết chiều nay mình về trời có mưa không, vọng tưởng là hai. Vậy thì một đứa nó lên thì có một ai kèm theo? Một ông Phật.
kèm theo một lần vọng tưởng là một vị Phật xuất hiện, hai lần vọng tưởng là hai vị Phật xuất hiện, 10 lần vọng tưởng là 10 vị Phật xuất hiện, ngàn lần vọng tưởng là ngàn vị Phật xuất hiện. Vậy thì ta có mất mát chỗ nào đâu mà sợ. Chúng ta chỉ thấy cái lúc chúng ta mất mát, còn cái lúc chúng ta còn nguyên vẹn là sao chúng ta không biết. Cho nên mình vẫn đâu có phải là mất trắng gì đâu. Đã biết kéo cái chân ngồi thiền là đã trở về được rồi, là đã quay về rồi. Khi kéo cái chân ngồi thiền là có cái niệm muốn dừng lại tất cả mọi cái bước dông đuổi, thưa phải không? Mới khởi cái niệm mà ngồi xuống ngồi thiền, thân thì hít thở nhẹ nhàng, tay chân mắt mũi đều đã khép lại một cách gọn gàng, nó không có còn phóng túng nữa, chân không có sải, tay không có quơ, mắt không có trừng, miệng không có, miệng nó không có méo, tất cả đã được đưa vào một cái quỹ đạo tương đối là dễ coi, hiểu phải không? Đâu đó đàng hoàng là phần thân là được rồi đó, đã thiện chí lắm rồi đó. Rồi tâm, mở đầu tâm giấy khởi lên là ở đây ta biết. Biết rồi là thôi không theo nó nữa, buông xuống một cách nhẹ nhàng, thân tâm cùng ở trong một cái nhịp hết sức là chánh niệm, chánh định, chánh huệ. Được như vậy rồi thì có gì đâu mà phiền não, mà đau khổ. Và chúng ta đã từng trải qua những cái thời khắc như vậy ở chùa hoặc là ở nhà, đó là những cái nhân để chúng ta tiến tới cái quả là cái quả giác ngộ và giải thoát. Cho nên đối với một người Phật tử mà biết trở về chùa, biết tu hành như vậy là rất đáng khen rồi. Đừng có đòi hỏi những cái mà tuyệt đối hơn nữa, trong khi cái dòng nghiệp thức của chúng ta nó đã được gầy dựng lên từ vô lượng kiếp. Cho nên bây giờ trong quá trình tu hành thì cũng phải có cái thời gian để chuyển hóa từ từ. Và nếu như chúng ta nhận định được, chúng ta nắm vững được cái nguyên tắc sự tỉnh thức có mặt là ông Phật có mặt, thì chúng ta dạy gì mà đánh mất ông Phật của mình. Hai cái nó song đôi, là nó song hành với nhau. Một chúng sanh nhú lên thì có một vị Phật phát là nhìn thấy nó, phát hiện được nó. Và nếu là trong cái giờ phút chúng ta ngồi thiền thì chúng ta không cần phải suy nghĩ gì hết, thì chúng ta đừng nghĩ tiếp. Đây gọi là làm chủ vọng tưởng. Còn nếu ngay lúc là chúng ta nấu ăn, hoặc chúng ta may đồ, hoặc chúng ta soạn bài, chúng ta khởi cái niệm về công việc đó, đây gọi là diệu dụng chứ không phải lỗi. Thưa quý Phật tử, lưu ý, khi mà chúng ta làm việc và cần suy nghĩ cho công việc đó, và việc đó là việc thiện, việc những công việc sinh hoạt trong bình thường, thì chúng ta vẫn có thể vọng tưởng được, nhưng đừng có để nó xẹt cái vọng tưởng khác vô. Thí dụ bây giờ chúng ta soạn bài, các vị là giáo sư, là cô giáo, thầy giáo, các vị soạn bài phải đặt bút viết giáo án của mình vô, thì mình suy nghĩ về bài đó không có lỗi, mà đây là dụng của bản tâm. Bởi vì sao? Bởi vì bản tâm hay sanh muôn pháp. Nếu chúng ta sanh đúng cái pháp đó, vào đúng cái giờ đó, trong cái việc đó, chúng ta làm y như vậy, không có cái khác chen vào, thì giờ đó hoàn toàn là cái giờ có phước, là cái giờ lợi ích, chứ không phải là cái giờ có lỗi. Cho nên chúng ta đừng có hiểu lầm là Phật nói không có vọng tưởng rồi chúng ta không dám khởi vọng tưởng làm bất cứ việc gì. Cái đó là chúng ta hiểu lầm. Vọng tưởng không có thiệt, nhưng mà vọng tưởng hiển thị được cái khả năng, cái khả năng mà gọi là cái dụng của bản tâm. Chỗ này tôi nói nó hơi khó hiểu, nhất là đối với Phật tử mới vào đạo, còn quý Phật tử mà lâu á thì sẽ cảm thấy rất là thú vị. Cái tâm mình nó vô hình vô tướng, nhưng mà nó có cái dụng, và cái dụng của nó hiển thị ở cái có hình có tướng. Cho nên khi nó hiển thị thì nó để lại cho mình cái dấu vết. Để làm chi? Để mình biết nó có bản tâm và mình quay lại với bản tâm. Câu nói này của tôi thấy vậy nhưng mà nó rất có cái ý nghĩa trong cái công phu đấy. Khi mà cái dụng của bản tâm nó hiển thị thì nó để lại cái dấu vết. Dấu vết đó
nó hiện qua các cái tướng. Từ cái tướng đó mình nhận ra rồi mình quay trở lại với bản tâm. Cái cách đi của nó là vậy đó. Rồi bây giờ tôi kể cho quý Phật tử nghe nè, cái chuyện cơ bản nhất luôn. Khi mà Đức Phật đưa cành hoa lên, bây giờ không có cành hoa, tôi đưa cái tờ giấy này lên, thì khi mà tôi đưa lên, là cánh tay tôi đưa lên, thì ở dưới quý vị làm gì? Quý vị thấy. Thành thử ra phải có cái này đưa lên, quý vị mới nhận thấy một cách dễ dàng, đúng không? Tôi đưa tờ giấy này lên, toàn thể đạo tràng thấy một cách dễ dàng, để cho quý Phật tử thấy rằng quý Phật tử có khả năng thấy. Thưa quý Phật tử, nhận ra kịp không? Rồi khi tôi để cái tờ cái miếng giấy này xuống, quý Phật tử thấy không? Quý Phật tử bắt đầu nhận ra được cái thấy của mình nó tế nhị hơn nè. Hồi nãy có tờ giấy này thì mình dễ nhận ra tánh thấy. Khi không có tờ giấy này mà mình đã nhận ra được tánh thấy rồi thì mình sẽ trả lời là gì? Thấy cái gì? Thấy không có tờ giấy. Như vậy thì nhờ cái hiển thị, cái tướng bàn tay đưa lên, cái tướng tờ giấy, cái này nó dễ, rồi chúng ta thấy được. Rồi Phật mới hỏi mình, đây là cái bài trong Kinh Lăng Nghiêm, có thấy không? Nói thấy. Tại sao mà thấy? Tại vì nhờ có tánh thấy mà thấy. Vậy thì khi để xuống thấy không? Nếu mà người mê thì nói là không thấy, nhưng mà mình hiểu kinh rồi thì mình sẽ nói là sao? Thấy. Thấy cái gì? Thấy không có cái gì hết. Đó là có tướng cũng thấy, không có tướng cũng thấy. Vậy thì tánh thấy nó vượt lên trên có tướng và không có tướng, nó đều thấy, cho nên nó là cái không tướng mà luôn thấy biết rõ ràng. Tôi dùng hai chữ dễ đẹp luôn. Nhận ra bản tâm dễ đẹp luôn. Và vì nó quá gần, nó quá đơn giản, cho nên quý Phật tử không tin nó là Phật tánh. Cái cô phụ của chúng ta là gì? Vì nó quá gần, và chúng ta dùng nó mỗi ngày mà. Không phải mỗi ngày, mỗi ly, mỗi tí luôn. Chỉ vì chúng ta quen cái thói quen, thấy cái này, cái chạy theo cái này, chạy theo cái này, bây giờ không chạy theo cái này, tôi thấy thôi. Cho nên đó, nhờ các cái vật có hình tướng mà nó để lại cho chúng ta biết, ngầm biết mình có tánh thấy. Rồi mình nương vào những cái này để mình nhận ra được cái tánh thấy. Vậy thì bây giờ hỏi tiếp nè. Tôi đưa tờ giấy, quý Phật tử tả được tờ giấy, tả được cái tay của tôi. Nhưng mà khi tôi hỏi quý vị tả cái tánh thấy đó, quý vị tả được không? Tả cái khả năng thấy đó, tả được không? Tả cái khả năng thấy có tả được không? Nó nói lớn lên, cái hay thấy đó có tả được không? Không, chắc chắn là không. Cái hay thấy đó không, mình đang dùng nó mà không tả, tại vì nó không có hình tướng. Nó không có hình tướng, nhưng mà nó có hiện diện, nó có mặt. Nhưng mà cái loại của nó, cái kiểu của nó là không có tướng. Cái bản chất của nó là không có tướng, nhưng mà vì nó có mặt cho nên phải kể nó chứ. Tại vì nó có mặt cho nên chúng ta mới thấy. Đó. Cho nên bây giờ tất cả các quả tu chứng nè, Phật hỏi có không? Nó có mà nó thành như không có, tại vì nó không có tướng. Tất cả cái quả chứng này đưa về cái con mắt của Bồ Tát Đạo. Cái quả này thì quả thanh văn, nhưng mà Phật hỏi trên tinh thần Bồ Tát để Phật nhiếp hóa, thống nhất thanh văn hay Bồ Tát hay duyên giác hay chúng sanh hay là tất cả các loài đều không ra khỏi cái bản tánh này. Và nếu nhận ra được cái bản tánh này thì chứng tuốt hết, cái quả nào cũng chứng được hết. Còn nếu không nhận ra được bản tánh này, bị hạn chế ở trong từng phần cố chấp một, thì chúng ta sẽ đi theo thứ bậc mê cái này, rồi dứt cái mê này, rồi qua cái mê khác, rồi dứt cái mê khác, cực lắm. Cho nên bản kinh Kim Cang là bản kinh đốt cháy toàn bộ cái sở chấp của chúng ta. Tu Đà Hoàng rồi chứng bao nhiêu quả vị, rồi qua bánh Tư Đà Hàm rồi dẹp bao nhiêu cái phần tham sân si, giống như tôi kể cho quý vị, thì nó quá lâu rồi quý vị cũng quên hết. Không biết cổ nói cái gì đó, ngũ độn sử, ngũ lợi sử cái gì, tôi chỉ nhớ ngũ thôi, tôi không nhớ lợi sử hay độn sử. Nó mệt quá đi. Bây giờ tôi chỉ nêu cái phần này thôi là quý vị thấy. Mình hay thấy thì có hình thấy có hình, không hình thấy không hình. Cái hay thấy đó là Phật tánh, là tánh giác, và cái hay thấy đó nó không có phiền não. Chúng ta đang có nó, đang dùng nó.
Đối với Phật tử khiếm thị á, thì quý vị có nghe tôi nói không? Quý Phật tử khiếm thị có nghe tôi nói không? Rồi nghe gì đó, nãy giờ nghe gì nữa? Nghe gì? Không, cái thời gian tôi nín á, không nói nãy giờ nghe gì. Không phải không nghe gì hết, trả lời lại. Hồi nãy có nghe tiếng tôi nói không? Rồi, mới xong đó là nghe gì? Nè, im lặng, bây giờ hơi dễ chút đi. Rồi, mới im lặng xong đó, nghe cái gì? Hồi nãy thì nghe tiếng tôi nói, rồi khi tôi không nói thì nghe cái gì? Nếu mà trả lời không nghe là không nghe sao biết tôi không nói? Cái câu hỏi này có giá trị hỗ trợ nha. Nếu quý vị không nghe, sao quý vị biết tôi không nói? Như vậy chứng tỏ khi tôi không nói, quý vị có nghe không? Nghe cái gì? Nghe không có tiếng. Thưa quý vị khiếm thị nhận ra được chưa? Hỏi lại. Rồi, nãy giờ là cái gì? Nghe tiếng cô không nói. Nói lại, nghe cô không nói. Như vậy thì có thiếu vắng cái tánh nghe lúc nào không? Lúc nào cũng có tánh nghe. Tánh nghe chính là tánh giác hiển thị qua nhĩ căn. Như vậy thì quý vị dù cho không thấy, nhưng mà tánh Phật luôn luôn sôi rọi ở nơi tâm của quý vị. Chúc mừng quý vị. Vậy thì đâu có chuyện gì để mà mình thấy mình khổ, mình buồn. Mình hay nghe mà. Mình nghe rõ, mình còn nghe được Phật Pháp. Và bây giờ tôi đã có một cái gợi ý với Phật tử khiếm thị đó. Sau này sẽ không nói là tôi không nghe hay là tôi không thấy. Thấy chỉ là một cái căn để nó hiển thị tánh giác. Nếu mà cái căn đó nó mờ đi thì chúng ta hiển thị tánh giác qua cái căn khác. Ta hiển thị tánh giác qua căn tai, qua căn xúc. Quý vị rất nhạy về xúc. Con mắt của quý vị chính là cái xúc giác của quý vị. Đi cái tai rờ ở đâu, cái chân mà nhắm là nó là con mắt đấy. Cái chân mà mò đi tới là con mắt của quý vị. Cho nên cái tánh biết nó rất là tinh thông mà nó hiển thị qua tất cả các cái căn, không bị hạn chế cái gì cả. Thì tôi hỏi Phật tử một câu này nữa nè. Phước báo lắm mình mới có đủ hết tánh biết rồi. Một đời sống là giả, một đời sống là thật. Hai đời sống này nó song song hiển thị trong cuộc đời của chúng ta liên tục, không có giây phút nào dừng. Vậy thì trong hai cái đời sống, một cái đời sống giả và một cái đời sống thật, quý vị chọn cái nào? Nói nghe một cách cho nó minh bạch rõ ràng, cho nó đàng hoàng, đừng có lộn xộn ấy. Một cái đời sống thật và một cái đời sống giả, hai cái tồn tại song song, chúng ta có quyền chọn. Chúng ta có quyền luôn, không ai có thể cản mình được trong đó. Không ai quyền nha. Vậy thì chúng ta chọn đời sống nào? Nói mạnh lên. Chọn đời sống thật phải không? Trong hai đời sống đó, kể từ ngày hôm nay con xin tuyên thệ một điều với Phật và đại chúng, con chọn đời sống thật, chấm dứt đời sống giả, nghĩa là chấm dứt đời sống phiền não. Sung sướng quá, vui quá. Mỗi lần phiền não lên nói đời sống giả, bỏ. Bởi vì ai biết phiền não? Ta biết phiền não. Vậy thì ta là cái biết phiền não, không phải là ta. Nếu mà ta không biết thì làm sao ta biết buồn? Vậy thì ngu gì buồn, chỉ biết thôi. Biết thôi thì cái buồn nó rớt xuống, và cái buồn nó không phải là mình. Tại sao? Tại vì nó biến động, tại vì nó sẽ trôi qua. Cái vui nó cũng trôi qua. Cái vui thì nó đến đó, nhưng mà nó cũng còn hoài, mà chỉ có cái biết nó mới còn hoài. Thưa phải không? Cho nên ở trong này đó, khi mà mình phân tích thì mình thấy nó dài dòng. Chứ cái câu hỏi của Phật là: này, ông có tu đà hoàng, có hay khởi nghĩ ta được quả tu đà hoàng chăng? Là mình cho rằng mình chứng được cái này, mình chứng được cái kia. Rồi tư đà hàm cũng vậy, tu a na hàm, a la hán. Cho nên ngày tu bồ đề, ngày thưa bạch thế tôn, không,
Vì cớ sao? Vì tu đà hoàng gọi là nhập lưu, tức là bây giờ cũng hơi định nghĩa một chút, nhập lưu mà không có chỗ nhập. Thánh rồi là đi vào cái vô sanh, đã là vô sanh thì không có sanh, không có sanh thì không có diệt, không có sanh không có diệt thì không có xuất không có nhập, cho nên không thể nào nói là nhập được. Cái chỗ chân thật đó không hình không tướng, một khi mà phiền não rơi rụng hết thì không còn chủng tử của sanh diệt nữa, không còn chủng tử các pháp sanh diệt, thì tất cả những cái gì có hình có tướng đó, đều là những cái thoạt nổi thoạt chìm ở trong cái đời sống tương đối, nó không thật, ta không có quan tâm. Nó đến nó đi là theo cái duyên của nó, mình không có bị nó gạt nữa, mình không có quan trọng nó nữa, thì mình sẽ không bị nó làm mình khổ, không bị nó lôi dẫn mình. Và từ đó mà quý Phật tử chuyển hóa dần dần những cái thói quen của quý Phật tử, nhất là thói quen tình cảm, đời sống trong gia đình. Khổ nhất là vì thương con, thương cha, thương mẹ, thương vợ, thương chồng. Cái thương đó làm cho mình héo hắt, mình lo lắng, mình vui, mình buồn, mình thăng trầm ở trong cái thương đó. Bây giờ mình hiểu nó là duyên sinh, nó là đời sống sanh diệt, cho nên chúng ta bớt nó từ từ. Chúng ta biết rằng nó không tồn tại thật, cho nên nó có biến động, nó có thay đổi. Mình thấy đó là chuyện đương nhiên. Ví dụ hồi nhỏ mình thương con nó quấn quýt sát bên mình, cái gì cũng mẹ ơi, nhưng mà khi nó lớn lên rồi mình kêu nó không có quay đầu, nó đi theo bạn, nó chơi với bạn. Nếu mà mình không hiểu đạo mình sẽ buồn, mình nói con bây giờ nó không thương mình. Còn mình hiểu đạo thì mình biết các pháp duyên sanh, bây giờ nó sanh cái giai đoạn mới rồi, là cái giai đoạn nó theo bạn chứ không theo mình, nó hợp lý cho mình, cho nên mình không có buồn vì nó, mà mình có thì giờ để mình quay lại mình tu, thì đây chính là giải thoát khỏi tham sân si mạn nghi ác kiến. Vì vậy tất cả những cái này nó được ánh sáng trí tuệ chiếu soi thì nó không còn cái tướng giả nữa. Cho nên mới trả lời là tu đà hoàng gọi là nhập lưu mà không có chỗ nhập, chẳng nhập sắc thanh hương bị xúc pháp, ấy gọi là tu đà hoàng. Rồi Thế Tôn tư đà hàm tức là nhất vãng lai mà thật không có chỗ vãng lai. Cái quả đó là bất lai, bất lai là không có trở lại, mà có chỗ nào để trở lại? Thân không thiệt, tâm không thiệt, cảnh giới không thiệt, mọi thứ đều không có thiệt. Và cái thiệt thì nó không có tướng, cho nên cái không có tướng đó chính là cái thật tướng. Và đây nói là nhất tướng không tướng, một cái tướng nhưng mà không tướng, có cái quả nhưng mà cái quả này không tướng, cho nên mới nói là không có cái quả tu đà hàm. Ta ý ông nghĩ sao, A-na-hàm có hay khởi nghĩ ta được A-na-hàm chăng? Bạch Thế Tôn, không vậy. Vì cớ sao? A-na-hàm tên là bất lai mà thật không có bất lai, nên tên A-na-hàm. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao, A-la-hán có hay khởi nghĩ ta được A-la-hán? A-la-hán đó là chấm dứt sạch sẽ tất cả các cái phiền não. Còn tu đà hoàng là nhập dòng thánh, là mới có dứt được năm cái phần. Mà tôi nói nó dễ nhất cái nó thuộc về cái thấy. Rồi bắt đầu qua tư đà hàm, a na hàm, a la hán, mỗi một cái quả vị là chúng ta bớt được một cái phần của tư hoặc phiền não, có nghĩa là bớt được một cái phần của cái loại phiền não khó trừ, nghĩa là tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Mạn nghi thôi. Thì như vậy đó, cứ bớt được một phần thì chứng được một quả vị, bớt nhiều chừng nào thì tăng tiến cái trình độ an lạc và giải thoát tới đó, cho tới khi mà bớt không còn một chút tham sân si mạn nghi nào thì hoàn toàn chứng được thánh quả A-la-hán, là cái quả vị cao nhất, không bao giờ trở lại cái cõi đời ô trược nữa. Nhưng mà ở đây khi mà các ngài được cái quả vị đó rồi thì các ngài không có khởi chấp. Tại vì nếu mà khởi chấp thì còn cái chủng phiền não. Cũng như tôi nói là với Phật tử thấy, khi mà mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm đó, cái hay biết đó, nó không có khởi cái gì đó, nó chỉ giúp cho chúng ta biết thôi. Và nếu chúng ta không chạy theo cái phan duyên bên ngoài và cái thức tình bên trong thì chúng ta không bị động niệm. Chúng ta biết rồi, chúng ta có thể làm việc giúp người này người kia, nhưng mà chúng ta không để cho cái giả duyên giả tướng đó nó làm mình lầm, mình tưởng nó thiệt rồi mình chấp, mình chạy theo, mình chọn lựa nó,
mình chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà có một cái này rất hay, là khi Phật biết chúng sanh khổ là Phật bằng mọi cách, mọi phương tiện, Phật giáo hóa giúp đỡ cho chúng ta khai mở trí tuệ để chúng ta hết khổ. Nhưng mà Đức Phật không có chấp, không có chấp là mình được cái công đức gì, và cũng không có khởi cái niệm chúng sanh nó giả, nó khổ nhiêu kệ nó, bỏ nó. Tức là Phật biết mình khổ và mình khổ vì mình mê, cho nên Phật sẽ giúp cho chúng ta hết mê để chúng ta hết khổ. Chứ không phải vì Đức Phật giác ngộ cuộc đời là giả rồi Đức Phật không độ chúng sinh đang mê. Bởi vì Phật biết cuộc đời là giả, nhưng mà mình không biết, mình nghĩ nó là thiệt. Và đó là cái lý do mà chúng ta chìm ở trong những cái nỗi thống khổ. Và chúng ta làm được cái gì chúng ta cũng chấp đó. Cho nên Phật mới dạy cái bài học là cho dù chứng thánh cũng không có chấp ở trong đó. Đừng có khởi chấp, đừng có tính công đức ở trong đó, thì mới ra khỏi được cái thói quen phân biệt, chọn lựa đúng sai và cái thiệt cái giả. Đó là một cái nguyên tắc căn bản của người xuất gia tu hành. Người tu nào cũng vậy, phải đi tới cái chỗ rốt ráo là không còn vướng mắc, cho dù vướng mắc với Phật Pháp. Pháp còn phải bỏ, huống là phi Pháp. Chẳng hạn như là tu để ra khỏi phiền não, ra khỏi rồi thì tâm mình nó như hư không, rộng rãi, mênh mông, và thương những người còn bị khổ rồi cứu giúp thôi, chứ không thấy có cái quả gì. Không thấy không phải do ráng không thấy, mà không thấy gì, bản chất của nó là rỗng rang không thấy. Cũng như tôi hỏi quý vị có tả được tánh thấy không ấy, thì quý vị trả lời là sao? Không tả được. Không tả được là tại vì cái đó nó bản chất nó không có cái gì để mình tả. Cũng vậy, khi mà mình ra khỏi phiền não rồi thì cái tâm của mình nó trở thành trong sáng thanh tịnh, nó không còn cái tướng gì để mà tả hết. Nhưng mà muốn làm Phật sự là làm được. Tại sao? Tại vì cái bản tâm nó có một cái khả năng đặc biệt, là nó có khả năng khởi ra vọng tưởng. Đây là một cái lạ. Và có một điều nữa Hòa Thượng Trúc Lâm ngày dạy chỗ này nè. Ngày nói người tu á, khi không tu thì nghĩ lung tung về cái kết quả của tu, nghĩ tu tới đó rồi sao ha, lo sợ mà không chịu tu, không chịu trực tiếp đi vào cái công phu. Có nhiều người sợ, nói là tu mà buông vọng tưởng, buông riết rồi ngơ ngơ ngáo ngáo rồi không biết gì hết. Tại vì đó chưa hề buông cho nên mới sợ tào lao. Và ngài dẫn một cái lý do này để hiển thị thôi, chứ thật sự ra cái chỗ này người có công phu á, mình buông thử vọng tưởng đi. Mình buông, đầu tiên là mình buông, mình chưa có nhận ra tánh biết của mình, chưa nhận ra tánh thấy, nhưng cứ buông. Vọng tưởng lên là không theo, vọng tưởng lên không theo, cho tới một lúc. Bởi vì nó có sẵn mà, mình nhận ra được. Không phải là ngay khi ngồi thiền, mà có thể là ngay khi nghe Pháp, mình cũng nhận ra được cái tánh biết của mình. Khi mà mình nhận ra được cái tánh biết của mình rồi đó, thì mình biết rằng nó vốn không có động tĩnh gì hết. Và chừng đó đó, nếu không có các cái duyên tạp, mình không chạy theo vọng tưởng nữa, thì mọi chuyện nó hiển thị lên rất là rõ ràng, trí tuệ rất là sáng suốt. Tôi dẫn chứng, khi mà Phật tử ngồi thiền á, vọng tưởng lên nhiều ít. Phải nói thiệt là thì mới có thể mà mình chia sẻ được nha. Nhiều ít. Sao cái hồi kia không lên mà tới hồi ngồi thiền nó lên? Sao làm ơn ngồi thiền đừng lên đi, mà sao tới giờ ngồi thiền là giọt lên, rồi cái hồi mà cho phép lên là không lên? Chỗ này nó hay lắm nè. Tôi dẫn để quý vị thấy là có tu là có trí tuệ đấy. Ngồi thiền đó, lúc đó ngồi yên rồi thì mới thấy được tâm. Nó lên mới thấy, còn hồi vậy nè, nó lên không có thấy, bị bận rồi, bị phan duyên rồi. Cho nên nó lên cũng không biết, nó không lên cũng không biết, còn ngồi thiền nó lên tới đâu biết tới đó là trí tuệ đã mở ra rồi. Quý vị có nhận ra được không? Cho nên ngồi thiền là nhớ đủ thứ chuyện, nhớ tào lao thiên đế cũng có, mà nhớ chủ đề cũng có. Tại sao nhớ? Tại nhờ yên mà nhớ. Đó, nhờ chúng ta ngồi yên cho nên nó bắt đầu nó tuôn ra nó nhớ. Nhưng mà có một cái là mình hơi khác Phật, là mình nhớ nó mất trật tự.
nhớ không có được bài bản, nhớ không có đúng lệnh. Nhưng mà rõ ràng là nó trồi lên. Hả, yên chừng nào thì nó trồi lên chừng đó, yên chừng nào nó trồi lên chừng đó. Bây giờ chỉ cần Phật dạy mình là khi nó trồi lên mình biết, à, bữa nay thầy không cần cái này, thôi thầy không theo con thì nó xuống. Nó xuống thì thằng khác nó lên, thầy lại không theo con. Và với cái khả năng mà yên định được như vậy đó, thì cái thấy của mình, cái biết của mình bắt đầu nó tinh anh hơn, nó rõ hơn. Khi mà mình nhìn được vọng tưởng đó, nếu khi mà mình nhìn không ra, mình là nhận không ra, mình theo vọng tưởng á, thì rõ ràng mình cũng biết hôm nay tôi vọng tưởng nhiều quá. Thì cái đó cũng là một cái dạng mình có ý thức về cái trạng thái tâm, có vọng tưởng hoặc không có vọng tưởng. Còn nếu mình biết được đây là vọng tưởng mà mình không có bị nó dẫn đó, thì tự nhiên á, cái khả năng biết của mình nó liên tục hơn. Quý Phật tử nhận được cái chỗ này tôi nói không? Nó liên tục, nó kết nối được những cái biết của mình một cách liên tục á, và nó tạo thành được cái thói quen cho mình. Thì cái điều này nó cũng còn hơi lâu với quý vị. Đối với những người tu ở trong cái điều kiện yên tĩnh hoặc là nhập thất á, thì cái khả năng biết nó liên tục á, nó sẽ không bị cái tiền trần, tức là các cảnh á, nó dối gạt. Mà mỗi lần cảnh hiện lên là nó thường là gì? Biết. Bởi vì nó đã được kết thành một cái khối liên tục. À, thì chúng ta biết cho nên một cái gì xẹt qua cũng biết. Người nam đi qua cũng biết, người nữ đi qua cũng biết, con mèo đi qua cũng biết. Và ngay khi biết đó là cái ý thức nó nhú lên, con mèo đẹp quá, cũng biết. Quý vị kịp theo cái nhịp tôi nói không? Ví dụ hồi xưa đó, nếu mà cái tánh biết nó không được kết nối một cách liên tục á, thì mình vừa thấy con mèo, trời con mèo đẹp quá ha, mình chạy theo con mèo. Còn bây giờ á, con mèo vừa đi ngang mình biết con mèo, xong cái ý thức nó dấy lên con mèo đẹp, là mình biết luôn cả rằng cái ý thức nó đang bắt đầu lú cái đầu lên để nói con mèo là đẹp. Biết luôn cái đó, biết luôn là mày mới nhú cái đầu, cho nên là không có cái gì mà qua mặt được, không có cái gì qua mặt được cái ánh sáng trí tuệ đó. Và chính cái ánh sáng trí tuệ đó sẽ chiếu soi và sẽ cho chúng ta thấy mọi vấn đề hiển thị một cách hết sức rõ ràng, và cái giải quyết của chúng ta cực kỳ là sáng suốt, rất là đúng. Ví dụ như một người đi ngang mà họ đang sân, họ đang la, mình thấy rõ một người đi ngang, mình thấy rõ họ đang la, và lúc đó cái biết của mình chiếu vô, mình thấy là họ đang đau khổ, mình biết rõ như vậy. Cho nên với một người mà đang có cái sở hữu về cái chân thật của mình như vậy, thì không bao giờ họ bị trôi dạt bởi các cái cảnh bên ngoài, họ biết rõ vậy thôi. Và cái biết rõ đó nó dẫn tới một cái không lầm lẫn, có được liền cái cách để hỗ trợ cho các cái duyên bên ngoài rất là chính xác, rất là như pháp, chứ không bao giờ là bị sai lệch. Rồi Hòa Thượng dẫn như thế này nè, Hòa Thượng nói tôi nói để quý vị tin, khi mà tâm càng yên lặng càng sáng, chứ không bao giờ có cái yên lặng mà tối. Đầu tiên là dẫn là khi mà ngồi yên thì vọng tưởng nó lên đó, là quý vị biết là do tâm nó sáng cho nên mình mới thấy được vọng tưởng nó lên. Thì càng yên mình càng dễ thấy vọng tưởng nhúc lên cỡ nào mình thấy cỡ đó. Và đối với người ngoại đạo đó, thì Hòa Thượng nói là họ đó, do cái định của họ mà họ có thể thấy được một kiếp về trước, hai kiếp về trước, dẫn tới 10 kiếp về trước, là do sức định mà có thể giúp cho họ thấy được số kiếp về trước như vậy. Tuy nhiên đối với ngoại đạo á, cái trí của họ nó hãn hữu nó tới cái kiếp thứ bao nhiêu thôi, chứ họ không có thấu suốt được, là vì họ chưa có dứt được cái vô minh lậu hoặc, họ chưa dứt được cái lậu hoặc đó, cho nên họ chưa nhận ra được cái rốt ráo. Cái trí tuệ viên mãn nhất kìa chưa nhận ra được, cho nên chưa có thể có được cái nhất thiết trí trí của Đức Phật. Và cái nhất thiết trí trí đó là do chúng ta kết nối được những cái mảng mà bị cắt ra bởi cái vọng tưởng của mình. Tôi nói kết nối là một cách nói thôi, chứ không có kết nối gì đâu. Mà cái tánh giác chúng ta nó là trùm khắp, nhưng mà nó bị cắt bởi cái gì? Vọng tưởng, bị cắt bởi tạp niệm. Bây giờ mỗi lần tạp niệm mà nó hiển thị mà chúng ta không có nhìn nó, không có chấp nhận nó thời gian lâu á, thì có được cái khả năng là làm chủ được, tức là chừng nào khởi á, thì nó mới lên, còn không khởi thì nó chỉ là một bình lặng như thế này,
Đó là công phu của quý vị từng ngày một và từng giờ một. Mỗi lần quý vị rảnh, thay vì quý vị ngồi nói chuyện này chuyện kia, hoặc là quý vị coi phim hay là quý vị đọc này kia, thì quý vị ngồi lặng yên để quý vị trở lại. Đấy. Trở lại để mình chạm mặt với cái tánh biết của mình, tập thành cái thói quen đó. Nó không khó là tại sao? Tại vì nó hiện có mặt, nó đang có mặt. Và đặc biệt đối với quý vị lớn tuổi, không có còn thấy rõ để đọc sách, không có còn nghe rõ để nghe băng, thì nghe lại chính mình là cơ hội tốt nhất để trở về với tánh biết của quý vị. Thế thì hôm nay chúng ta học cái đoạn này là thật tướng, là một tướng đó, là nhất tướng, là vô tướng, chính là cái tướng chân thật đó thông qua tất cả các quả vị. Cho dù tu hành tới đâu mà không kẹt, không chấp mới đúng là cái chỗ Đức Phật muốn chỉ dạy. Như vậy thì thanh văn ở đây là thanh văn hướng Bồ Tát Đạo để đi đến Phật Đạo, chứ không phải Phật muốn dạy về tứ quả thanh văn. Chúng ta cứ nghĩ rằng tứ quả thanh văn là đủ, nhưng mà Phật nói phải làm sao đi tới chỗ rốt ráo viên mãn như vậy thì mới gọi là thành tựu được thánh quả, và cái thánh quả đó nó mới đưa chúng ta ra khỏi trầm luân sinh tử. Tuy nhiên người tu thanh văn thì đi tới cái chỗ là ra khỏi trầm luân sinh tử, còn hướng Bồ Tát Đạo là phải vào trở lại trong sanh tử, nhập thế, hành con đường Bồ Tát để chi, thưa quý Phật tử? Để cứu độ những người mà còn ở trong trầm luân sinh tử. Đó mới chính là ý nghĩa tối thượng của Phật Đạo, giúp cho bản thân và tha nhân ra khỏi nỗi khổ lớn nhất trong cuộc đời là nỗi khổ trầm luân sinh tử. Và chúng ta là những người con Phật, nguyện đi theo cái bước chân Phật đi, mình vừa tự tu và thương cho các bạn chúng ta còn đang khổ đau, cho nên chúng ta nguyện yêu thương họ, tha thứ họ và đồng hành với họ cho tới ngày cùng viên thành Phật Đạo. Thưa đại chúng, xin mời quý vị đại diện Phật tử khiếm thị lên nhận quà của các Phật tử bạn. Trong đây có 5 đoàn, đoàn thành phố, đoàn của Tấn Lực Đồng Nai, đoàn của Vĩnh Cửu Biên Hòa, đoàn của Bến Tre và đoàn của Minh Khánh ở Bình Dương. Xin mời quý Phật tử. Thưa đại chúng, quý Phật tử khiếm thị cúng dường là Tam Bảo đây. Quý Phật tử pháp hữu với tấm lòng linh sơn cốt nhục, quý Phật tử đã phụ với lại các bạn khiếm thị, giúp cho các bạn có điều kiện để trở về thiền viện tu học, ngõ hầu xóa bớt đi những cái buồn, những cái mặc cảm về sự khiếm khuyết của mình. Và chúc cho tất cả quý Phật tử pháp hữu chúng ta cũng như tất cả các Phật tử khiếm thị càng ngày càng được an vui hạnh phúc dưới ánh sáng của đạo pháp. Xin mời hội chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ, nguyện độ phiền não vô tận, nguyện Phật đạo vô thường.
tâm ơi là tâm, sao lại mê lòng theo duyên mất hút cội nguồn ban tâm. Sống trong cõi trần đào điên qua lại sau nẻo trầm luân, thật là tê tái. Tâm ơi là tâm, ai bao mi lầm mà ra nông nỗi sống tình lại máu chờ để khóc gào một đời trong giống từ hận xiết bao. Tâm ơi là tâm, thôi chớ chạy tìm, giơ tay bắt bóng lòng quá mê lầm. Ngay cái tâm này đang chạy đông tây, liền xoay trở lại, ha ha gì đây, ha ha gì đây. Một chút này thôi bao kiếp lầm trôi, ngày đây đã rõ liền hết lôi thôi. Dứt khoát từ đây hết kiếp đọa đầy, sống liền trở lại cội nguồn xưa.